Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mẹ con các bạn. Mẹ Xin, con cái ba bê các bạn. Bà mẹ này gác nọc được 1,5 tháng nè các bạn. Gác nọc Xin được 1,5 tháng. Vú nè, chân móng thì hoàn thiện các bạn. Rũng yếm thì nghiêm chỉnh đúng chèn các bạn. Cái ba bê nè các bạn. Cái ba bê rũng yếm nghiêm chỉnh các bạn, lưng đôi. Chân móng hoàn thiện. Cái ba bê cao 1m17 bò các bạn. Bà mẹ cao 1m28 bò. Bà mẹ dẫn cái ba bê lứa thứ 3 các bạn. Bà mẹ gác nọc được 1,5 tháng các bạn. Gác nọc Xin nha các bạn. Bà mẹ gác nọc Xin lại 1,5 tháng. Sải tích nghiêm chỉnh, cao 1m28 bò. Cao 1m28 bò các bạn. Chân móng hoàn thiện hết. Bộ mẹ con này chủ báo giá là 44 triệu các bạn. Nếu mua con không là 20 triệu nha các bạn. Nếu mua con cái ba bê thì 20 triệu. Mà bộ mẹ con thì 44 triệu các bạn. Bộ mẹ cực kỳ các bạn. Chân móng hoàn thiện hết. Chân khú các bạn. Rúng chiền nè. Rúng yếm nghiêm chỉnh nè. Cái ba bê cũng vậy các bạn. Cái ba bê là cũng rúng yếm nghiêm chỉnh luôn các bạn. Ai mua lẻ cái ba bê thì chủ vẫn bán 20 triệu các bạn. Cao 1m17 bò nè. Rũng yếm nghiêm chỉnh, lưng một lưng. Đầu to lưng một lưng các bạn. Cái ba bê này dòng F1 các bạn. Dòng này để giống được các bạn. Cao 1m17 bò, 20 triệu. Còn con mẹ, mẹ gắt nọc Xin được 1,5 tháng. Cao 1m28 bò. Hai mẹ con thì chủ báo giá là 44 nha các bạn. Còn riêng con thì chủ báo giá là 20. Bà mẹ dẫn cái ba bê lứa thứ 3 gác nọc Xin được 1,5 tháng là lứa thứ 4 nha các bạn. Nên anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ Vũ Điều nè các bạn, không rúng chèn nè, hoa đen nè các bạn. Hoa đen đuôi dài, chân móng sò hết các bạn. Chân móng sò, rúng chèn, chân móng sò, gu bạc, sải tích thì nghiêm chỉnh. Cao 1m28 bò, đo ngay sau lưng nha các bạn. Đo ngay sau lưng cao 1m28 bò. Giá bộ mày con mẹ Xin con cá ba bê chủ báo giá là 44 triệu, riêng con là 20 triệu các bạn. Cao 1m17 bò nè các bạn, cái đầu chà bá luôn các bạn, không dòng F1 các bạn. Dòng ba bê dòng F1 này có thể đi giống luôn nha các bạn. Nên anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đầu dễ húng luôn, chân móng thì hoàn thiện. Còn đây là con gút nè các bạn. Con gút, anh gút này thì chủ báo giá là 29.500.000 các bạn. Đang ngâm chữa lứa nhì, bẻ 2 đôi răng, chữa 8,5 tháng, kem pháp các bạn. Cao 1m27 bò, giá 29.500.000 các bạn. 29.500.000. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình các bạn. Đầu trọc lóc luôn. Đầu trọc lóc, chân móng thì hoàn thiện các bạn. Chữa 8,5 tháng kem pháp, cao 1m27 bò. Giá là 29.500.000 các bạn. 29.500.000. Chân móng thì hoàn thiện hết, vú nè các bạn, không? Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp xích được khỏi chú bò các bạn. Mới bẻ 2 đôi răng các bạn. Mới bẻ 2 đôi răng nè. Đuôi dài nè. Chân móng sò nè. Mới bẻ 2 đôi răng. Giá 29.500.000. Cao 1m27 bò. 4 vú đều các bạn. Dòm bầu các bạn. Con này dòm bầu gần đẻ các bạn. Chữa 8,5 tháng các bạn. Chữa 8,5 tháng kem pháp các bạn. Chữa 8,5 tháng kem pháp. Đó. Chân móng đó là hoàn thiện hết. Nết ăn thì khỏi chê các bạn. Ăn rất là giỏi nha. Bò rồi. Chân móng sò hết các bạn. Chào 4m27 bò các bạn. Chữa 8,5 tháng kem pháp. Đang làm chữa lứa nhì nha các bạn. Đang làm chữa lứa nhì. Chào 1m27 bò. Giá 29.500.000 các bạn. 29.500.000. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin được báo giá là con anh Good. Chủ báo giá là 29.500.000 các bạn. Good này Good đỏ nha các bạn. 29.500.000. Chữa 8 tháng kem pháp. Chào 1m27 bò. Còn bộ mẹ con thì chủ báo giá là 44 triệu các bạn. Mua riêng con thì 20 triệu nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.